Em ơi, tình nghĩa vợ chồng anh không gửi em đây, em đi đâu mà chẳng nói một lời. Để anh đau xót, ngậm ngùi biết kể làm sao. Em ra đi thì phận đã an bài, còn bố con anh ở lại thì biết trông cậy vào em ơi. Ăn ở bên nhau đã biết bao năm trời, buồn vui đói khổ ta thời trải. Em ơi, anh nghĩ mong sao cho mưa thuận gió hòa, để vợ chồng hạnh phúc mặn mà ở bên nhau. Em ơi, có em mà nội trợ trong nhà, thu viện công việc thì gia đình em ơi, ai sẽ tề ra nội trợ. Em ơi, tề ra nội trợ trong nhà, em ơi, em để anh đứt gánh một mình. Anh biết xoay sở làm sao đây? Từ nay trở đi căn phòng kia thì lạnh lẽo một mình. Thương em
mình thương lắm mà chẳng biết làm sao. Em ơi chỉ khổ cho các con thôi, sớm chiều không mẹ cuộc đời. Anh chỉ mong sao cho vợ chồng mãi bên nhau, để cùng nhau cố gắng đi để nuôi con thành người. Em mới đây em bỏ đi rồi, anh biết phải làm sao. Em ơi, em ra đi có biết bây giờ cả con của chúng mình nó vất vả rất nhiều. Sau này nó biết đi phải làm sao. Ơi ơi em ơi, em đi đâu mất rồi? Cháu đi nhà một mình thì anh phải cô đơn. Từ đây em ơi, nghe phụ thế đứt đoạn rồi. Làm sao bây giờ, biết nghe nói câu gì trước ngày em ra đi. Em ơi, nhìn cả con khóc vì mẹ ngập mì bụi. Anh thương em quá em ơi, em đi về nơi, về nơi yên nghỉ mộ phần đi. Em có biết lúc mẹ nào anh cũng thương mẹ. Vì nghĩ
em ơi.